Dòng máu, tập 8, tác giả Sydney Sheldon. Elizabeth gặp Rice Williams lần đầu tiên vào ngày sinh nhật lần thứ 15 của nàng. Trong học kỳ 2 của năm thứ nhất ở trường, anh ghé qua trường chuyển cho Elizabeth những món quà sinh nhật của bố nàng. Ông ấy cũng muốn đích thân đến, Rice giải thích, nhưng ông ấy không thể bỏ đi được. Elizabeth cố che giấu nỗi thất vọng, nhưng Rice đã nhanh chóng nhận ra cô gái trẻ này có một cái gì đó đáng thương, một nhược điểm lộ liễu khiến anh thấy mũi lòng. Trong một cơn bốc đồng, anh đề nghị, tại sao chúng ta không cùng đi ăn tối nhỉ? Đây là một ý tưởng khủng khiếp, Elizabeth nghĩ. Nàng có thể hình dung thấy cảnh hai người sánh vai nhau bước vào quán ăn. Anh ấy tinh tế và bảnh bao là thường, còn mình cứng nhắc và béo phì. Không, cảm ơn anh, Elizabeth khó nhọc trả lời. Em phải học bài. Nhưng Rice Williams không chấp nhận câu trả lời không. Anh nghĩ đến những sinh nhật cô đơn mà mình đã từng nếm trải. Anh xin phép bà hiệu trưởng đưa Elizabeth ra ngoài ăn tối. Họ lên xe của Rice và hướng về phía sân bay. Neuchâtel đi đường khác cơ mà, Elizabeth nói. Rice nhìn nàng và hỏi một cách ngây thơ. Ai nói là chúng ta sẽ đến Neuchâtel? Thế chúng ta đi đâu? Maxim, đó là nơi duy nhất để tổ chức sinh nhật lần thứ 15. Họ bay tới Paris trong một máy bay riêng và ăn một buổi tối tuyệt vời. Đầu tiên là món pate gan với nấm, rồi đến món súp tôm hùm, vịt chiên giòn với cam và món salad đặc biệt của Maxim, và kết thúc bằng rượu champagne và bánh sinh nhật. Rice lái xe đưa Elizabeth đi dọc đại lộ James Elysees. Rồi họ trở về Thụy Sĩ ngày đêm hôm ấy. Đó là buổi tối dễ thương nhất trong đời Elizabeth. Dù gì thì Rice cũng đã cố làm cho nàng cảm thấy thú vị, tuyệt vời, và đây là một kinh nghiệm dễ làm say lòng người. Khi Rice thả Elizabeth ở trường, nàng nói, em không biết phải cảm ơn anh như thế nào. Em, đây là quãng thời gian đẹp nhất mà em từng có. Hãy cảm ơn bố của em, Rice cười to. Tất cả đều là ý kiến của ông ấy. Nhưng Elizabeth biết rằng Rice đã nói dối, và nàng tin chắc rằng Rice Williams là người đàn ông tuyệt vời nhất mà nàng từng gặp, và cũng hiển nhiên là người hấp dẫn nhất. Cả đêm hôm đó nàng nằm nhớ đến anh. Sau đó nàng ngồi dậy và đi tới chiếc bàn nhỏ ở phía dưới cửa sổ. Nàng lấy ra một mảnh giấy, một cái bút và viết bà Rice Williams. Nàng nhìn chăm chú những chữ đó rất lâu. Rice đã muộn 24 giờ so với cái hẹn với một nữ diễn viên Pháp xinh đẹp, nhưng anh chẳng hề bận tâm. Họ đã giải quyết ổn thỏa ở Maxim, mà không hiểu sao Rice không ngừng nghĩ rằng buổi tối với Elizabeth ở đó thật hấp dẫn hơn nhiều. Rồi một ngày kia, nàng sẽ được một người nào đó quan tâm đến. Elizabeth không bao giờ chắc chắn ai là người chịu trách nhiệm nhiều hơn cho những thay đổi trong nàng, Samuel hay Rice Williams. Nhưng nàng bắt đầu tự hào về chính bản thân mình. Nàng mất đi cảm giác thèm được ăn luôn mồm, và thân hình của nàng bắt đầu thon thả ra. Nàng bắt đầu thích chơi thể thao và tỏ ra quan tâm đến việc học hành. Nàng cũng cố gắng hòa đồng với những cô gái khác. Họ không thể tin được chuyện này. Họ thường mời Elizabeth tham gia các buổi liên hoan áo ngủ, nhưng nàng luôn luôn từ chối. Và thật bất ngờ, một đêm nàng đã xuất hiện trong một buổi liên hoan áo ngủ. Buổi liên hoan được tổ chức trong phòng của 4 cô gái ở chung. Và khi Elizabeth đến, trong phòng có đến hơn 2 tá học sinh, tất cả đều mặc áo ngủ hoặc áo choàng. Một cô nhìn ra và ngạc nhiên kêu lên, nhìn xem ai đến kìa,
Chúng tớ đánh cụt là cậu sẽ không đến. Ừ, tớ đến đây. Không khí trong phòng tràn ngập mùi thơm ngọt ngọt hăng hăng của thuốc lá. Elizabeth biết rằng có nhiều cô hút cần sa, nhưng nàng chưa bao giờ thử. Nữ chủ nhân, một cô gái Pháp tên là René Toca, đến bên Elizabeth, mơm ngầm một điếu thuốc to màu nâu. Cô ta rít một hơi dài rồi đưa cho Elizabeth. Cậu hút chứ? Đó là một lời tuyên bố hơn là một câu hỏi. Dĩ nhiên, Elizabeth nói dối. Nàng cầm điếu thuốc lưỡng lự một giây, rồi đặt nó giữa đôi môi và rít một hơi. Nàng cảm thấy như mặt mình chuyển sang màu xanh lá cây và hai buồng phổi cuộn lên, nhưng nàng cố gắng mỉm cười và thở phào. Tuyệt! Lúc Renee vừa quay đi, Elizabeth thả mình xuống đi văng. Nàng vừa trải qua một cơn choáng váng, nhưng cảm giác ấy qua rất nhanh. Nàng lại thử rít một hơi nữa. Nàng cảm thấy đầu óc quay cuồng một cách lạ lùng. Elizabeth đã nghe và đọc nhiều về những tác dụng của cần sa. Nó cởi trói cho những sự ức chế, đưa mình ra khỏi bản thân mình. Nàng rít thêm một hơi nữa và sâu hơn, và nàng bắt đầu cảm thấy bồng bềnh, thú vị, như thể đang ở trên một hành tinh khác. Nàng vẫn nhìn thấy các cô gái trong phòng và nghe họ nói chuyện, nhưng không hiểu sao, tất cả bọn họ đều mờ ảo, và âm thanh thì dường như là từ xa vọng lại. Ánh đèn đường như rất sáng, và nàng nhắm mắt lại. Ngay lúc đó, nàng cảm thấy như mình đang trôi vào khoảng không. Đó là một cảm giác rất dễ chịu. Nàng thấy mình đang lượn lờ trên mái nhà của trường học, cao hơn và cao hơn, trên đỉnh Alps, tuyết phủ, trong một bể mây bồng bềnh. Ai đó gọi tên nàng, gọi nàng quay lại trái đất. Miễn cưỡng, Elizabeth mở mắt ra. Renee đang cúi xuống nàng, trên mặt lộ rõ vẻ quan tâm. Cậu không sao chứ, Raffi? Elizabeth nở một nụ cười chậm chạp, hài lòng và mơ màng trả lời. Tớ thấy rất tuyệt. Và trong trạng thái đê mê, nàng thú nhận. Tớ chưa bao giờ hút cần sa cả. Renee nhìn nàng chăm chăm. Cần sa? Cần sa? Đó là thuốc Goloid. Ở phía bên kia làng, Neuchâtel, là trường nam sinh và các bạn học của Elizabeth thường trốn đi hẹn hò mỗi khi có cơ hội. Các cô gái nói chuyện không ngớt về bọn con trai. Họ nói nhiều về thân hình của bọn con trai, cỡ chim của họ, về những gì các cô đã cho bọn con trai làm và các cô đã làm gì lại với họ. Có nhiều lúc Elizabeth cảm tưởng như mình đã bị sập bẫy trong một ngôi trường toàn những phụ nữ cuồng dâm. Tình dục làm nỗi ám ảnh với tất cả bọn họ. Một trong những trò chơi thầm kín trong trường là Frolage. Một cô gái trần truồng nằm ngửa trên giường cho một cô gái khác, vuốt ve từ ngực xuống hai đùi. Tiền công là bánh ngọt mua ở trong làng. Cứ 10 phút, Frolage đổi lấy một cái bánh ngọt. Đến cuối 10 phút, thông thường cô gái sẽ đạt được cơn cực khoái. Nhưng nếu cô ta chưa được, thì người thực hiện Frolage sẽ tiếp tục và nhận thêm một cái bánh nữa. Một trò tiêu khiển tình dục khác nữa được thực hiện trong phòng tắm. Trường có rất nhiều bồn tắm lớn kiểu cũ với những vòi sen cầm tay, có thể lấy xuống từ những chiếc móc treo trên tường. Các cô gái sẽ ngồi trong bồn, mở nước nóng rồi đặt cái đầu vòi sen vào giữa hai chân và cọ tới cọ lui. Elizabeth không ưa cả trò Frolage lẫn trò vòi sen, nhưng những ham muốn tình dục trong nàng cứ ngày một mạnh hơn. Vào lúc này, nàng đã có một phát hiện choáng váng. Một trong những cô giáo của Elizabeth là một phụ nữ nhỏ nhắn, thon thả, tên là Chantal Harriot. Cô ta đã xấp xỉ 30 tuổi, trông giống một nữ sinh nhiều hơn. Trông cô đầy vẻ hấp dẫn và càng trở nên xinh đẹp hơn khi mỉm cười. Đó là cô giáo tình cảm nhất của Elizabeth, và Elizabeth cảm thấy mình rất gắn bó với cô.
Mỗi khi Elizabeth không được vui, nàng thường đến với cô Harriet và kể cho cô nghe những vấn đề của mình. Cô Harriet luôn tỏ ra là một người hiểu và thông cảm với nàng. Cô thường cầm tay Elizabeth và vuốt về nó, rồi cho nàng một lời khuyên nhẹ nhàng cùng một tách sô-cô-la nóng, bánh cookie, và Elizabeth luôn cảm thấy thoải mái lên ngay. Cô Harriet dạy tiếng Pháp và dạy luôn cả môn thời trang, và cô thường nhấn mạnh vào kiểu cách và sự hài hòa về màu sắc, các phụ tùng thích hợp. Các em hãy nhớ, cô thường nói, trang phục lịch sự nhất trên thế giới cũng trở nên không ra gì nếu các em dùng không đúng phụ tùng. Phụ tùng là khẩu hiệu của cô Harriet. Mỗi khi Elizabeth nằm trong bồn tắm, nàng lại thấy mình nhớ đến cô Harriet. Nhớ đến nét mặt của cô khi cô nói chuyện với nàng, cái cách mà cô Harriet vuốt ve bàn tay nàng dịu dàng và êm ái làm sao. Khi Elizabeth học môn khác, nàng cũng nhận thấy đầu óc mình cứ vẩn vơ về cô Harriet. Và nàng nhớ những lần cô vòng tay quanh người nàng, an ủi nàng, chạm vào ngực nàng. Đầu tiên, Elizabeth tin rằng những sự đụng chạm như vậy chỉ là vô tình, nhưng rồi chúng xảy ra thường xuyên hơn, và mỗi lần như vậy, cô Harriet lại nhìn Elizabeth bằng ánh mắt dịu dàng, dò hỏi, mong đợi một sự đồng tình nào đó. Elizabeth có thể hình dung ra cảnh cô Harriet với bộ ngực căng cứng, cặp chân dài, và nàng thường tự hỏi không biết chồng cô sẽ ra sao lúc khỏa thân nằm trên giường. Đúng lúc ấy, một nhận thức đầy đủ đã làm Elizabeth sững sờ. Nàng là người đồng tính, luyến ái. Nàng không thích hợp với bọn con trai, bởi vì nàng thích con gái. Không phải những cô gái trẻ khờ khạo cùng lớp, mà là một người nhạy cảm và hiểu biết như cô Harriet. Elizabeth có thể tưởng tượng ra cảnh hai người cùng nhau nằm trên giường, ôm ấp nhau, giúp nhau khuây khỏa. Elizabeth đã đọc và nghe nhiều về những người đồng tính, đủ để hiểu rằng cuộc sống đối với họ khó khăn như thế nào. Xã hội không chấp nhận họ, chủ nghĩa đồng tính bị coi là một thứ tội ác đi ngược lại với thiên nhiên. Nhưng có gì là sai? Elizabeth tự hỏi, khi yêu một người một cách dịu dàng đắm say, có quan trọng người đó là đàn ông hay đàn bà không? Phải chăng tình yêu tự nó đã là một yếu tố quan trọng? Phải chăng cưới một người khác giới mà không có tình yêu thì tốt hơn là yêu một người đồng giới? Elizabeth nghĩ đến việc bố nàng sẽ trở nên kinh khủng thế nào khi biết được sự thật về nàng. Thế nào thì nàng cũng sẽ phải đương đầu với chuyện này. Nàng sẽ phải điều chỉnh lại những suy nghĩ về tương lai. Nàng sẽ không bao giờ có được một cuộc sống bình thường như những cô gái khác với chồng và con. Nàng đi đến đâu thì cũng sẽ là người bị xa lánh, là một kẻ nổi loạn, sống bên ngoài một dòng chảy của xã hội. Nàng và cô Harriet Shantan sẽ tìm một căn hộ ở đâu đó hoặc một căn nhà nhỏ cũng được. Elizabeth sẽ trang trí nó bằng màu tùng lana, bằng những phụ tùng thích hợp. Trong nhà sẽ có những đồ đạc kiểu Pháp duyên dáng, những bức tranh treo tường dễ thương. Bố nàng có thể giúp đỡ. Không, nàng không được trông chờ vào bất cứ sự giúp đỡ nào từ phía bố nàng. Có thể ông còn không bao giờ thèm nói chuyện với nàng nữa. Elizabeth nghĩ đến tủ quần áo của mình. Nàng có thể là một người đồng tính, nhưng nàng quyết định sẽ không ăn mặc giống như họ. Không vải tuyết hay quần áo cẩu thả, không đồ vest, mày đò hay mũ đàn ông. Chúng chẳng khác gì chiếc chuông báo hiệu của những người phụ nữ đáng thương mắc bệnh hủi. Nàng sẽ cố sào cho càng ra vẻ phụ nữ càng tốt. Elizabeth quyết định rằng nàng sẽ đi học để trở thành một đầu bếp giỏi để có thể nấu cho cô Harriet những món ăn ngon lành. Nàng hình dung ra cảnh hai người ngồi trong căn hộ của họ hay trong căn nhà nhỏ thưởng thức bữa tối do Elizabeth nấu dưới ánh nến lung linh. Đầu tiên sẽ là món súp khoai tây và tỏi, tiếp theo là món salad dễ thương, sau đó là tôm hùm hoặc bít tết, tráng miệng là món kem nhẹ nhàng. Sau bữa tối, họ sẽ ngồi trên nền nhà trước ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi,
ngắm nhìn những bông tuyết mềm mại rơi bên ngoài. Những bông tuyết. Như vậy là vào mùa đông, Elizabeth vội vàng xem xét lại thực đơn. Thay vào món súp khoai tây và tỏi ăn nguội sẽ là món súp hành ngon lành và có thể có cả món thịt hầm. Món tráng miệng sẽ là trứng rán phồng. Nàng sẽ phải học cách tính thời gian để xào cho nó không bị cháy. Sau đó, cả hai sẽ ngồi trên bàn trước ngọn lửa ấm cúng và đọc thơ cho nhau nghe. T.S. Eliot hoặc cũng có thể là V.J. Rajarathinam. Thời gian là kẻ thù của ái tình. Tên trộm đã rút ngắn lại tất cả những giờ vàng ngọc của chúng ta. Hồi đó tôi không bao giờ hiểu tại sao những người yêu nhau lại đi đếm hạnh phúc của họ suốt ngày, suốt đêm, suốt tháng năm, trong khi tình yêu của chúng tôi chỉ có thể đo được bằng niềm vui, những tiếng thở dài và những giọt lệ của chúng ta. À phải, Elizabeth có thể thấy năm tháng trải dài trước mắt họ và sự lướt qua của thời gian sẽ bắt đầu hòa tan trong một cảm giác ấm áp, quý báu. Và nàng ngủ thiếp đi. Elizabeth từng mong chờ điều này, nhưng nàng vẫn ngạc nhiên khi nó xảy ra. Một đêm nọ, nàng bị đánh thức bởi tiếng động của ai đó đi vào phòng và nhẹ nhàng đóng cửa. Elizabeth mở mắt ra, nàng thấy một bóng đen đang di chuyển qua căn phòng lấm đớm ánh trăng về phía giường của nàng. Và một tia sáng trắng nhỏ lướt qua khuôn mặt của cô Harriet. Tim Elizabeth bắt đầu đập mạnh. Cô Harriet thì thầm, "Elizabeth." Và đứng đó, tuột chiếc áo choàng ra. Ở bên trong, cô không hề mặc gì cả. Miệng Elizabeth trở nên khô khốc. Nàng vẫn thường nghĩ đến giây phút này, và bây giờ khi nó thực sự diễn ra, nàng lại thấy sợ hãi. Thực ra thì nàng cũng không biết chính xác mình phải làm gì hoặc làm như thế nào. Nàng không muốn làm những điều ngớ ngẩn trước mặt người đàn bà mà nàng yêu thương. "Nhìn cô đây." Cô Harriet khàn khàn ra lệnh. Elizabeth làm theo. Nàng để cặp mắt mình du ngoạn trên khắp thân thể trần truồng. Cô Harriet bằng xương bằng thịt trước mắt nàng, không hoàn toàn như những gì Elizabeth vẫn hình dung. Bộ ngực cô trông như hai quả táo dúm gió và hơi xệ xuống. Bụng cô cũng hơi phệ. Và cặp mông thì... Elizabeth chỉ có thể nghĩ đến một từ duy nhất: lệch lạc. Nhưng những chuyện đó không quan trọng. Điều quan trọng là những gì nằm bên dưới: tâm hồn của người phụ nữ, sự can đảm và dũng cảm khác với những người khác để thách thức cả thế giới và muốn chia sẻ phần đời còn lại với Elizabeth. "Đến đây, thiên thần nhỏ của tôi." Cô thì thầm. Elizabeth làm theo những gì cô nói và cô Harriet trườn lên giường bên cạnh nàng. Ở cô toát ra một mùi vị vừa hoang dại vừa nồng ấm. Cô quay sang Elizabeth, vòng tay qua người nàng và nói: "Ôi em yêu, cô đã mơ đến phút giây này." Và cô hôn lên môi Elizabeth, ấn lưỡi cô vào miệng Elizabeth và rên lên những tiếng gấp gáp. Không còn gì nghi ngờ nữa, đây là cảm giác khó chịu nhất mà Elizabeth từng trải qua. Nàng nằm trong sự choáng váng. Những ngón tay của cô Harriet lướt trên người Elizabeth, bóp chặt vú nàng, từ từ trườn xuống bụng, về phía đùi. Và cặp môi của cô lướt trên mình Elizabeth, nhỏ cả nước dãi ra, không khác gì một con vật. "Là đây, đây là khoảnh khắc đẹp đẽ diệu kỳ. Nếu hai chúng ta hòa làm một, em và cô, chúng ta cùng làm nên vũ trụ để rung chuyển các vì sao và chuyển động bầu trời." Tay cô Harriet cứ dịch dần xuống dưới, vuốt về hai đùi Elizabeth, bắt đầu lần vào giữa hai chân nàng.
Nhanh chóng, Elizabeth cố làm xuất hiện lại buổi tối với ánh nến, món trứng rán phồng, buổi tối trước lò sưởi và những năm tháng hai người sẽ cùng chia nhau chia sẻ. Nhưng tất cả đều vô dụng, cả tâm hồn lẫn thể xác Elizabeth đều bị cự tuyệt. Nàng cảm thấy như cơ thể của mình đang bị cưỡng hiếp. Cô Harriet Ginger. Và tất cả những gì Elizabeth có thể nghĩ là cần phải nói. Có vấn đề, một trong hai chúng ta có phụ tùng không đúng. Và nàng bắt đầu cười, rồi khóc như điên dại. Khóc cho ảo mộng đẹp đẽ dưới ánh nến lung linh, đã chết. Cười vì nàng là một cô gái khỏe mạnh, bình thường, vừa hiểu rằng mình được tự do. Ngày hôm sau, Elizabeth bắt đầu thử vòi sen. Dịp lễ phục sinh và năm học mới ở trường, năm Elizabeth được 18 tuổi, nàng đã về sống tại biệt thự ở Sardinia 10 ngày. Nàng đã biết lái xe và đó là lần đầu tiên được một mình tìm hiểu hòn đảo. Nàng lái xe dọc theo những con đường dài ven biển và đến thăm những làng chài nhỏ bé. Nàng bơi ở biệt thự dưới ánh mặt trời địa trung hải ấm áp, và ban đêm thì nằm trên giường lắng nghe những tiếng rên rỉ của những hòn đá khi có gió thổi qua. Nàng đến vũ hội hóa trang ở Tempio, nơi toàn thể dân làng xúng xính trong những bộ trang phục truyền thống. Giống mình trong những chiếc áo choàng và mặt nạ, các cô gái mời các chàng trai nhảy, và tất cả mọi người đều cho phép mình tự do làm những điều mà họ không dám làm vào lúc khác. Một chàng trai có thể nghĩ là anh ta biết cô gái đã làm tình với mình đêm ấy. Nhưng sáng hôm sau, anh ta không thể nào chắc chắn được nữa. Hình như Elizabeth nghĩ cả làng đang chơi trò vệ binh. The Guardsman. Nàng lái xe đến Punta Mora và xem những người dân ở đây nấu thịt cừu non trên bếp lửa ngoài trời. Dân chúng địa phương mời nàng ăn món ciada, món phô mát làm từ sữa dê bọc trong bột nhào với một lớp mật ong phủ lên trên. Nàng đã uống Salermont, ngon tuyệt. Thứ rượu vang trắng địa phương không hề có ở một nơi nào khác trên thế giới vì nó quá dễ hỏng nên không thể mang đi xa. Một trong những địa điểm ưa thích của Elizabeth là quán sư tử đỏ ở cảng Servo. Đó là một quán rượu nhỏ dưới tầng hầm, với 10 bàn và một quầy bar theo kiểu cũ. Elizabeth gọi kỳ nghỉ hè này là Time of the Boys, thời gian của các chàng trai. Họ đều là những con nhà giàu và họ kéo bè kéo lũ đến đây, liên tục mời Elizabeth tham dự các cuộc thi bơi hoặc cưỡi ngựa. Đây là bước đầu tiên trong nghi thức kết bạn. Tất cả bọn chúng đều đầy đủ tư cách. Bố của Elizabeth an ủi nàng. Nhưng với Elizabeth thì họ chỉ là những kẻ ngu ngơ. Họ uống rượu quá nhiều, nói quá lắm và chỉ thích sờ soạng nàng. Nàng biết chắc rằng họ muốn nàng không phải vì bản thân nàng, không phải vì nàng thông minh hay đáng giá, mà bởi vì nàng mang họ Raffey, là người thừa kế của triều đại Raffey. Elizabeth không hề biết được rằng mình đã trở nên xinh đẹp chỉ vì tin vào sự thật trong quá khứ. Bao giờ với nàng cũng dễ hơn là tin vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Các chàng trai mời nàng uống rượu, ăn tối và tìm mọi cách lên giường với nàng. Họ cảm thấy Elizabeth còn trinh trắng và cái tôi ngây thơ của đàn ông đã đánh lừa họ, khiến họ tin rằng nếu ai lấy được trinh tiết của Elizabeth thì nàng sẽ yêu người ấy điên cuồng và mãi mãi trở thành nô lệ của anh ta, cho nên họ không chịu bỏ cuộc. Dù họ có đưa Elizabeth đi đến đâu chăng nữa, thì buổi tối bao giờ cũng được kết thúc bằng câu nói: "Mình lên giường đi." Và nàng luôn luôn khéo léo từ chối họ. Họ không biết cái gì đã tạo nên nàng. Họ biết rằng nàng xinh đẹp và xinh đẹp thường đi kèm với ngu ngốc. Họ không bao giờ nhận ra nàng thông minh hơn họ. Đã có ai từng nghe nói về một cô gái vừa xinh đẹp vừa thông minh đâu? Và thế là Elizabeth vẫn cứ đi chơi với các chàng trai để làm vừa lòng bố. Nhưng
nàng chán họ đến tận cổ. Rice, William đến biệt thự và Elizabeth vô cùng ngạc nhiên trước sự vui mừng phấn khích của mình khi được gặp lại anh. Trông anh bây giờ còn hấp dẫn hơn cả Rice Williams trong trí nhớ của nàng. Rice dường như vui mừng khi gặp nàng. Chuyện gì xảy ra với em vậy? Ý của anh là gì? Lâu nay em có thường soi gương không? Nàng đỏ mặt. Không. Anh quay sang xem. Trừ khi bọn con trai cầm và điếc mù chứ, tôi còn cảm giác Liz sẽ không còn ở với chúng ta lâu nữa đâu. Chúng ta. Elizabeth cảm thấy thú vị khi nghe anh nói điều đó. Nàng tranh thủ quanh quẩn bên hai người đàn ông càng nhiều càng tốt. Rõ sự cho họ, lo việc vặt cho họ. Thích thú được ngắm nhìn Rice. Đôi khi Elizabeth ngồi đằng sau họ, thảo luận chuyện làm ăn, và nàng cảm thấy thật là hấp dẫn. Họ nói về những sự liên kết làm ăn, những nhà máy mới, những sản phẩm đã thành công và thất bại, như lý do vì sao. Họ nói về các đối thủ cạnh tranh và các kế hoạch chiến lược. Tất cả những thứ này đối với Elizabeth chỉ làm cho nàng điên cái đầu. Một hôm, khi Sam vừa làm việc trong căn phòng áp mái, Rice mời Elizabeth đi ăn trưa. Nàng đưa anh đến quán sư tử đỏ và ngồi ngắm anh chơi ném phi tiêu với đám đàn ông ở quầy bar. Elizabeth tự hỏi, không biết ở nhà thì Rice sẽ ra sao? Dường như là anh thích nghi được với tất cả mọi nơi. Nàng đã nghe một thành ngữ Tây Ban Nha nhưng nàng chưa bao giờ hiểu nó. Và đến bây giờ nàng mới thấm được ý nghĩa của nó khi quan sát Rice. Anh là một người thoải mái từ trong da thịt. Họ ngồi ở một bàn nhỏ, trong góc có một tấm khăn bàn hai màu đỏ, trắng, gọi món thịt cù hầm và rượu bia rồi trò chuyện. Rice hỏi nàng về chuyện học hành. Sự thật là không đến nỗi tồi lắm. Elizabeth thú nhận. Em đang học để biết một số điều nho nhỏ. Rice mỉm cười. Có rất ít người học được nhiều ở trường. Tháng 6 này em sẽ ra trường phải không? Elizabeth tự hỏi không hiểu sao anh lại biết. Vâng. Thì sau đó em đã biết mình định làm gì chưa? Đó cũng là câu hỏi mà nàng đang tự hỏi bản thân. Chưa, quả thực là em chưa biết. Em có thích lập gia đình không? Tim nàng mất nhịp trong một thoáng, sau đó nàng nhận ra chỉ là câu hỏi bình thường. Em chưa tìm được người nào ưng ý. Nàng nghĩ đến cô Harriet và bữa ăn tối ấm cúng trước lò sưởi cùng những bông tuyết rơi, và nàng cười to. Bí mật à? Rice hỏi. Bí mật? Nàng mong rằng có thể chia sẻ chuyện đó với anh, nhưng nàng lại chưa hiểu rõ về anh lắm. Sự thật là Elizabeth không nhận ra nàng chẳng biết gì về Rice cả. Anh là một người lạ, đẹp trai, quyến rũ, đã một lần thương hại nàng và cùng nàng bay đến Paris, ăn một bữa ăn tối sinh nhật. Nàng biết anh rất xuất sắc trong những công việc và bố nàng rất tin tưởng ở anh. Nhưng nàng lại hoàn toàn không biết gì về đời tư của anh, và anh thực sự là người như thế nào. Quan sát anh, Elizabeth có cảm giác anh là một người có nhiều khuôn mặt. Những cảm xúc biểu lộ ra ngoài là để che giấu những cảm xúc thật ở trong lòng. Và Elizabeth thắc mắc không biết có ai thực sự hiểu được anh hay không. Chính Rice Williams là người chịu trách nhiệm về việc Elizabeth mất đi sự trinh trắng. Ý tưởng lên giường với một người đàn ông ngày càng thôi thúc Elizabeth. Một phần của nó là những ham muốn xác thịt mãnh liệt, đôi khi làm cho nàng bần thần và kẹp chặt nàng trong những làn sóng của sự thất vọng, một cơn đau gấp rút không rời khỏi cơ thể. Nhưng đó còn là một sự tò mò mạnh mẽ, một nhu cầu muốn biết chuyện đó là như thế nào. Dĩ nhiên là nàng không thể lên giường với bất cứ ai. Đó phải là một người đặc biệt, một người nàng yêu thương, một người yêu cũng yêu thương nàng. Vào một đêm thứ bảy, bố của Elizabeth tổ chức một buổi dạ hội ở biệt thự. Em hãy mặc chiếc váy đẹp nhất vào. Rice bảo nàng.
Anh muốn khoe em với tất cả mọi người. Sướng rung lên, Elizabeth cho rằng Rice đã hẹn hò với mình. Khi Rice đến, anh dắt theo một cô công chúa Italia tóc vàng xinh đẹp. Elizabeth cảm thấy mình bị xúc phạm và phản bội, nên nửa đêm hôm đó, nàng đã rời khỏi dạ hội và lên giường với một họa sĩ Nga tay mềm, mặt đầy râu ria, tên là Vasilo. Toàn bộ câu chuyện chớp nhoáng đó là một điều bất hạnh. Elizabeth quá bực bội, còn Vasilo thì say khướt, nên dường như đối với Elizabeth, nó không có mở đầu, đoạn giữa và kết thúc. Không có một cử chỉ âu yếm nào. Vasilo cởi quần và ngã phịch xuống giường. Vào lúc đó, Elizabeth đã định bỏ chạy, nhưng nàng quyết tâm trừng phạt Rice về sự phản bội của anh. Nàng cũng cởi quần áo và leo lên giường. Một lúc sau, Vasilo đi vào người nàng mà không hề báo trước. Đó là một cảm giác lạ lẫm, nó không khó chịu, nhưng cũng không quá đỗi thích thú. Nàng cảm thấy Vasilo rùng mình một cái, và một lát sau đã ngáy khò khò. Elizabeth nằm đó, lòng tràn ngập cảm giác ghê tởm bản thân. Thật khó tin nổi tất cả các bài hát, các cuốn sách, các bài thơ viết về chuyện này. Nàng nghĩ đến Rice và nàng muốn khóc. Elizabeth lặng lẽ mặc lại quần áo và trở về nhà. Khi tay họa sĩ gọi đến nhà nàng vào sáng hôm sau, Elizabeth cho người quản gia nói với anh ta, nàng không có nhà. Ngay ngày hôm sau, Elizabeth quay lại trường học. Nàng bay trở lại bằng chiếc phản lực của công ty cùng bố nàng và Rice. Chiếc máy bay vốn được thiết kế để chở hàng trăm khách hàng đã được sửa chữa lại thành một con tàu sang trọng. Nó có hai phòng ngủ rộng rãi, được trang trí đẹp đẽ nằm ở phía sau. Có phòng tắm, phòng làm việc thoải mái, tiện nghi, một phòng khách ở giữa với nhiều bức tranh, một nhà bếp ở đằng trước. Elizabeth nghĩ rằng nó không khác gì tấm thảm bay của bố nàng. Hai người đàn ông dùng hầu hết thời gian để bàn chuyện kinh doanh. Khi Rice rảnh rỗi, anh và Elizabeth chơi cờ với nhau. Nàng hòa với anh một ván, và khi Rice nói anh sẽ nhớ, Elizabeth đã đỏ mặt vì sung sướng. Những tháng cuối cùng ở trường học trôi qua thật nhanh. Đã đến lúc nàng phải bắt đầu nghĩ đến tương lai. Elizabeth nghĩ đến câu hỏi của Rice. Thế sao đó em đã biết mình định làm gì chưa? Nàng vẫn chưa xác định được. Nhưng chính vì cụ tổ Samuel mà Elizabeth đã trở nên hứng thú với việc kinh doanh của gia đình. Và nàng biết rằng nàng sẽ thích trở thành một phần nhỏ của nó. Nàng không chắc rằng mình có thể làm được cái gì. Có thể nàng sẽ bắt đầu bằng việc phụ giúp cho bố. Nàng nhớ lại tất cả những câu chuyện về một bà chủ kỳ diệu mà mẹ nàng đã từng thể hiện, và bà trở thành vô giá như thế nào đối với Sam. Nàng sẽ cố gắng thay chỗ mẹ mình. Đó sẽ là một sự khởi đầu.